Thưa quý vị, trong những ngày qua, cả nước đang chung sức đồng lòng hướng về các nạn nhân của vụ cháy chung cư ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Và cũng bởi thế mà đã có thêm nhiều nguồn lực để san sẻ nỗi đau và hỗ trợ cho các nạn nhân sau thảm họa. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, chị Nguyễn Thị Tuyết đã có mặt tại nhà văn hóa phường Khương Đình để ủng hộ, hỗ trợ các nạn nhân. Dù không ở đây, nhưng ngày nào chị Tuyết cũng đến tiếp nhận các vật phẩm cứu trợ cho nạn nhân được gửi đến. Một điểm là ở phường và một điểm là nhà văn hóa là sẽ có đủ độ rộng hơn. Thì hiện tại ở đây mọi người đang chuyển về đây là mì trước và sau đấy là sữa, gạo và sữa pha cho các bạn với cả sách vở. Nói chung là hầu như là đa số là tôi thấy cái gì cũng có luôn ý. Tôi sẽ hỗ trợ đây đến khi nào mà mọi người về đi thôi. Xót thương, đồng cảm với các nạn nhân xấu số và cả những người không may mắn trong vụ hỏa hoạn. Rất nhiều người đã tìm đến tận nơi để thắp hương. Hàng trăm lượt người cũng đã đến các điểm tiếp nhận hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình để ủng hộ cho các gia đình gặp nạn trong vụ cháy. May mắn vượt qua cơn biển lửa, nhưng mà cuộc sống cũng sắp tới cũng rất là vất vả khó khăn, thì mình cũng muốn đóng góp một phần nhỏ để giúp các gia đình là ổn định cuộc sống trở lại. Nhanh chóng vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh ủng hộ chưa đầy một ngày. Ủng hộ về số tiền đã được hơn 320 triệu. Chúng tôi cũng đã gửi đến Mặt trận Tổ quốc của phường, có một phần gửi đến trực tiếp các cái trường mà có nạn nhân. Sẻ chia với gia đình các nạn nhân, nhiều người còn đăng tải thông tin sẵn sàng hỗ trợ nơi ở, suất ăn miễn phí đến khi họ dần ổn định cuộc sống. Một số người cũng đã tìm được nơi ở tạm thời tại nhà hàng xóm. Bà cũng bảo thôi, một có mình bà ở đây thì bà đến ở cho bà cho nó đỡ buồn. Thì hai vợ chồng cũng lại phải ổn định lại cái tinh thần và sẽ phải quay lại vào cái công việc hàng ngày để mình còn kiếm sống, để còn gây dựng lại cái tài sản mình đã mất. Cùng với rất nhiều quần áo, nhu yếu phẩm thiết yếu, hàng tỷ đồng đã được các tấm lòng hảo tâm gửi đến các nạn nhân của vụ cháy thông qua Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, quận Thanh Xuân và phường Khương Đình. Đây chính là tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam.